Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ được đối tượng Lê Duy Anh Quân, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng ở khu vực chợ Đường Cái, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm ngày 18 tháng 8 vừa qua. Đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Nghệ An. Trước đó theo hình ảnh camera giám sát tại tiệm vàng, hơn 13 giờ ngày 18 tháng 8, một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu, cầm theo một chiếc túi đi vào cửa hàng vàng, bất ngờ đối tượng rút từ trong túi ra một chiếc búa rồi đập vỡ tủ kính, lấy đi một số lượng vàng được chủ cửa hàng xác định là 15 sợi lắc đeo tay bằng vàng tây trị giá khoảng 90 triệu đồng. Sau đó đối tượng bỏ lại một súng nhựa màu đen, búa bằng kim loại tại hiện trường và tẩu thoát bằng xe máy không biển kiểm soát theo quốc lộ Nam hướng về Hà Nội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Quân khi đang lẩn trốn tại Nghệ An và di lý về tỉnh Hưng Yên. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.